Hệ thống trường Tây Úc chào đón cơ sở đường 3 tháng 2, sở hữu vị trí trung tâm, sầm uất, ngay trái tim thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở 3 tháng 2 triển khai chương trình song ngữ tích hợp Việt Mỹ và chương trình quốc tế toàn phần Mỹ được cấp phép bởi Sở Giáo dục Greenview. Một quyển sách tốt là một người bạn hiền. Thư viện tại trường tạo động lực cho học sinh phát triển văn hóa đọc khi hợp tác với Follett Destiny. Cơ sở dữ liệu phong phú, nền tảng đọc trực tuyến được thiết kế nhằm thu hút người đọc. Trong kỷ nguyên phát triển công nghệ, phòng Robotics được trang bị nhiều thiết bị hiện đại. Thông qua các tiết học sáng tạo, học sinh tiếp cận công nghệ mới, được định hướng trở thành những công dân số, nguồn nhân lực số tương lai. Sở hữu hệ thống máy tính hiện đại, cấu hình mạnh, mạng Internet tốc độ cao, mỗi học sinh đều được thực hành trên một máy riêng tại phòng tin học. Để giúp các em khám phá khoa học bằng thực nghiệm, hiểu rõ hơn về các khái niệm nâng cao và mang lại những kết quả nghiên cứu chính xác, các bài học tại phòng thí nghiệm sẽ được hỗ trợ bởi công nghệ VR và AR hiện đại. Học sinh trường Tây Úc còn có thể tự do thể hiện tài năng, phát triển thể lực và năng khiếu bản thân một cách toàn diện thông qua phòng múa được trang trí màu sắc tươi sáng, có tính thẩm mỹ và an toàn cao. Phòng âm nhạc với dàn nhạc cụ đa dạng từ truyền thống đến hiện đại sẽ là nơi các em vừa có thể thư giãn, vừa tiếp thu âm nhạc một cách chủ động, hào hứng, bồi dưỡng và chắp cánh tài năng. Bên trong cơ sở Tây Úc, phòng hội họa mang một không gian đậm chất Art, không những giúp học sinh phát triển tư duy nghệ thuật của mình, mà còn là nơi để các em rèn luyện năng khiếu, vượt qua giới hạn, khẳng định bản thân. Nằm tại vị trí cao nhất, nhà hát có không gian rộng với sức chứa lớn, cùng hệ thống đèn chiếu sáng, âm thanh công nghệ cao, sẽ là nơi biểu diễn và tập trung cho những hoạt động tập thể. Khu căng tin của trường với phong cách hiện đại, thoáng mát, cục thực đơn phong phú, đảm bảo nâng cao sức khỏe thể chất cho các thế hệ học sinh. Đặc biệt, mỗi phòng học tại cơ sở Tây Úc được thiết kế khoa học và trang trí sáng tạo nhằm tạo sự gắn kết, sẻ chia. Phương pháp dạy và học hợp tác được giáo viên áp dụng thông qua mô hình học tập theo nhóm. Các em học sinh được chia thành từng nhóm nhỏ, đem lại môi trường học tập năng động và tạo sự tương tác cao. Trường quốc tế Tây Úc chính là môi trường giáo dục quốc tế lý tưởng, giúp học sinh phát triển tri thức, đạt được sự tín nhiệm cao trong xã hội và hội nhập thế giới. Nơi ươm mầm tài năng, nâng cao cơ hội được học tập tại các trường đại học hàng đầu thế giới.